Hello anh em, em xin phép sẽ thêm một vài mẫu Casio. Thứ nhất đó là một chiếc Casio Databank. Em này á, nói chung độ mới là có thể nói là 98% luôn. Thật sự con này á, về cái ngoại hình của nó thì không có gì để chê hết. Cái đít của nó nè. Anh em nhìn cái đít của nó là mình có thể nhận thấy là gần như là chưa xài. Dây thì cũng còn rất là mới. Nó chỉ có một đây. Nó chỉ bị dơ chỗ đây thôi. Còn lại là rất là mới. Cái dòng này á, nó có một cái hay đó là nó có cái bản đồ. Nó có hiển thị cái bản đồ ở trên mặt số. Tuy nhiên á, chiếc này hiện tại nó đang bị một cái lỗi, đó là cái bộ kim á, nó không có chạy. Cái bộ kim ở bên trong á, là nó không có chạy, còn cái bộ điện tử á, thì vẫn hoạt động rất là tốt các tính năng. Chính vì vậy mà chiếc này nếu như anh em sử dụng để xem giờ thì phải chịu khó xem bằng giờ điện tử, chứ giờ kim thì hư rồi. Con em này thì đèn nền vẫn còn. Các cái tính năng cũng như là ngày 22 tháng 7 thứ sáu, đây là lưu danh bạ nè, quật tham, báo thức, chuông thì vẫn còn ok. Rồi ha, chiếc này nếu mà cái bộ kim mà không hư á thì cũng phải là 700-800 nghìn, bởi vì độ mới nó còn rất là cao. Thì bây giờ chỉ còn là điện tử thôi thì sẽ còn nửa giá thôi, đó là 400. 400 là em bán giá vốn luôn, còn này nhập 400 luôn. Chiếc thứ hai là một em dòng project leo núi. Đèn nền á, em vừa bật đèn nền. Ok, con này là size nhỏ thôi, con này chắc dành cho size nữ hoặc là 46.5 nè. 46.5 là tính luôn cái gù hai bên đó, còn nếu mà tính cái viền thôi là đó 36 thôi, cho mấy chị nữ thích cá tính hoặc là tặng cho con em mình đó, đi học thì cũng đeo những cái chiếc này cũng rất là phù hợp. Cái viền cũng còn khá là mới nè, không có bị bong chóc nhiều. Hiện tại em cũng đã chỉnh về đúng cái lịch của nó. Có bị chói người ta. Đây là ngày 22 nè, tháng 7 nè. Chà, đợi em xíu nha, hình như hơi chói. Rồi, có vẻ ok hơn một chút. Ngày 22 tháng 7 năm 2022, 4 giờ chiều 12 phút ngày thứ sáu. Rồi, giờ thực tế là đã chỉnh ok. Chuông cũng có chuông nè, có báo nhiệt độ nè. Hiện tại chỗ em đang là 30 độ 5 nè, 30 độ 7 nè. Rồi. Chiếc này thì thôi em cũng để bằng chiếc Databank luôn là 400 nghìn. Một chiếc Casio dòng leo núi đó. Chiếc này thì size to hơn và nó có hiển thị cái khung ở trên này cũng cũng hay nè. Chiếc này đã coi size như size 47. Cả hai bên viền dễ tính ra bằng cái con kia, nhưng mà con kia này, con này cái form nhìn nó có vẻ nó con nít hơn, còn cái này thì nó trung niên hơn một chút. Chiếc này em đã lên một chiếc dây dù và em này em sẽ bán với giá là 680 đi. 680 thực sự là quá tốt, tại vì chiếc này những cái mẫu này nó hiếm lắm, nó ít có. Đèn nền còn rất là sáng nha.
rất là sáng luôn. Hiện tại nhiệt độ nè, độ cao so với mực nước biển nè, em đoán là vậy. Rồi ok, 608, 400, 400. Rồi tiếp theo sẽ là hai chiếc G-Shock. Đây, một chiếc Baby Ree. Chiếc này rất là hay nha. Chiếc này cái màu nè, anh em nhìn thấy cái màu vàng nghệ nè. Đây là một cái màu rất là hiếm và đeo lên tay nó có phần hơi sang. Tiếc là nó lại là Baby Ree thì nó lại dành cho các chị em nhiều hơn, hoặc là dành cho các em học sinh á. Nó nói chung là nó đúng theo kiểu là baby đó. Đây là giờ hiện tại nè, mình điền đền thì vẫn có nha, ngày 22 tháng 7 nè, thứ sáu nè. Đây là mình nó có một cái nút góc 10 giờ là để mình chỉnh các cái form, các cái form chữ đó. Như có 8-9 form, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, vậy là 5 form. Rồi em này thì size của nó cỡ chừng 38-39 thôi. Rồi con này 500 đi, 500, bởi vì cái màu vàng này và màu vàng nghệ này rất là ít gặp, nó rất là hiếm, 500. Và tiếp theo sẽ là một chiếc này. Đây là một chiếc độ mới nó rất là cao và nó có hai cái đèn LED nè. Đó, anh em thấy không? Nó có hai cái đèn màu đỏ ở hai bên ở góc 12 giờ đó. Nó chiếu sáng bên này và bên này, là hai cái đèn nó ở hai bên nhánh đó, nó rọi xuống. Ban đêm nó rọi rất là sáng. Con này độ mới rất là cao, gần như là nói chung là phải 98% luôn á, bởi vì là nó còn nguyên cái tem và nguyên cái hộp của nó luôn nè. Đầy đủ, đây là phụ tùng theo đi theo nó luôn. Đây. Đó, đúng kiểu đèn đỏ cho nên nó cũng làm form chữ đỏ luôn. Con này thích một cái nữa là nó sử dụng bộ kim kiếm nè. Đó, chuông còn khá là ok. Xếp để chỉnh giờ thế coi. Đó, vậy là cái này chỉnh điện tử làm sao ta. Thôi chiếc này anh em chốt rồi em sẽ chỉnh điện tử sau nha. Con này để cho anh em giá là 680.000, bèo kìa gồm hộp luôn. Nếu như anh em nào mà có ý mua combo hết những cái chiếc Casio này thì nhắn tin em ha, em để giá tốt để anh em về bán lại. Rồi cảm ơn, chào anh em.